Bố ơi, mình đi đâu thế? Từng là chương trình thực tế được đông đảo khán giả yêu thích bởi sự đáng yêu của các nhóc tì cùng những ông bố nổi tiếng. Trong đó, một số gương mặt nhí như Bo, con gái MC Phan Anh, Suti, con gái siêu mẫu Thúy Hạnh nhạc sĩ Minh Khang, Chip, con gái diễn viên Mạnh Trường, Bi Béo, con trai nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc đã để lại ấn tượng lớn nhất. Sau gần 10 năm lên sóng, các cô cậu bé đều gây ngỡ ngàng bởi sự trưởng thành vượt bậc về ngoại hình và tính cách. Bé Bo con gái MC Phan Anh. Con gái Phan Anh sinh năm 2006, tên thật là Hoàng Dương Bảo Anh. Cùng bố tham gia chương trình truyền hình Đình Đám Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế mùa đầu tiên, cô bé nhanh chóng nhận được sự yêu mến từ khán giả truyền hình bởi vẻ ngoài đáng yêu và sự thông minh. Bé Bo là con gái đầu lòng của MC Phan Anh. Sau chương trình, bé Bo nhanh chóng sở hữu lượng fan hùng hậu vì ngoại hình xinh xắn, tính cách dễ thương. Thừa hưởng những nét nổi trội và chiều cao từ bố mẹ, Bảo Anh ở lứa tuổi thiếu niên đã lớn phồng phao và ngày càng xinh đẹp, nữ tính hơn. Cô bé từng xuất hiện trên nhiều tạp chí và các show diễn thời trang. Con gái MC Phan Anh từng đi du học tại New Zealand từ năm 13 tuổi. Dù tự lập ở nơi phương xa từ khi còn khá nhỏ nhưng Bảo Anh rất tự tin, hòa nhập nhanh chóng với bạn bè và môi trường mới. Được xem là bản sao của bố, Bảo Anh gây ấn tượng với nụ cười tươi rạng rỡ cùng đôi mắt trong trẻo, gương mặt nhỏ thanh tú. MC Phan Anh từng tâm sự, con gái anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bảo Anh độc lập, tự tin, có thể rời xa vòng tay của bố mẹ và tự lập ở một phương trời mới. Hiện tại Bảo Anh đã trở về Việt Nam học tập. Ông bố nổi tiếng cho biết Bảo Anh bướng bỉnh, mạnh mẽ, kiên định nhưng cũng mềm mại và mong manh. Con gái MC Phan Anh từng tham gờ. Ở tuổi 17, bé Bo gây ấn tượng bởi diện mạo xinh đẹp, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ. Cô bé nhút nhát năm nào giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp. Bo để tóc dài, đeo kính, có nụ cười rạng rỡ, ánh mắt biết cười cùng má lúm rất duyên. Bo giờ đã là một cô thiếu nữ xinh đẹp. Bo ra dáng chị lớn trong gia đình. Dù MC Phan Anh không chia sẻ ảnh riêng tư của con gái, Bo vẫn thường xuyên xuất hiện trong những khung ảnh chung của gia đình. Có thể thấy cô trưởng thành, phồng phao vượt cả mẹ. Là chị cả, Bảo Anh rất quan tâm tới các em. Khi chia sẻ các bức hình gia đình, MC Phan Anh thường gọi đùa con gái cưng là nàng thơ hay em gái. Bé Suti con gái siêu mẫu Thúy Hạnh nhạc sĩ Minh Khang trong dàn sao nhí tham gia chương trình mùa đầu tiên. Bé Suti được nhiều sự yêu mến khi sở hữu ngoại hình xinh xắn, dù có chút mũm mím nhưng rất đáng yêu. Cô bé tên thật là Lê Gia An, con gái của nhạc sĩ Minh Khang và siêu mẫu Thúy Hạnh. Cô bé Suti mít ướt năm nào. Đến nay, đã hơn 9 năm trôi qua, sự quan tâm và yêu mến của dân mạng dành cho Suti vẫn không đổi. Mỗi lần hình ảnh của cô bé được cập nhật trên trang cá nhân của bố mẹ, người hâm mộ lại được một fan suýt xoa vì nhóc tì lớn quá nhanh. Ở hiện tại, Suti không còn là một nhóc tì mũm mĩm hay khóc nhè mà lột xác thành một cô nàng cao lớn, xinh đẹp. Suti đã ra dáng thiếu nữ, khác hẳn với vẻ nhõng nhẽo hay khóc trong Bố ơi, Mình đi đâu thế. Suti ở tuổi 15 đã chững chạc và chín chắn hơn trong suy nghĩ. Cô bé sống rất tình cảm, có tính tự lập cao, luôn có ý thức phụ giúp bố mẹ công việc nhà và chăm chỉ học tập. Thúy Hạnh chia sẻ, con gái út là người hướng ngoại, rất năng nổ và tinh nghịch. Suti giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Cô bé sở hữu chiều cao vượt trội gần bằng mẹ siêu mẫu. Sinh ra trong một gia đình nghệ thu. Bố ơi, Mình đi đâu thế? Bé Chip, tên thật Nguyễn Phương Linh, đốn tim, khán giả bởi vẻ đáng yêu đúng tuổi. Sau 8 năm tham gia chương trình, Chip hiện sở hữu chiều cao và vóc dáng nổi bật. Cô bé được nhận xét là bản sao của bố vì ngoại hình xinh đẹp. Không chỉ thay đổi về ngoại hình, Chip còn được bố khen vì tính cách người lớn, yêu thương và nhường nhịn các em, có tính tự lập cao. Bé Chip đáng yêu khi tham gia Bố ơi, Mình đi đâu thế? Tâm sự về con gái, Mạnh Trường cho biết, Chip là cô bé tình cảm, tinh ý và già dặn hơn so với lứa tuổi của con. Ngoài ra, Chip còn rất tự lập. Anh và bà xã có chút lo lắng khi thấy con gái lớn quá nhanh nên đã chuẩn bị tinh thần cho việc con gái trưởng thành và sẽ rời xa vòng tay mình. Chip ra dáng thiếu nữ ở tuổi 15. Cô bé lớn phồng phao bên bố mẹ. Hiện Chip đang theo học tại một trường quốc tế ở Hà Nội. Không chỉ học giỏi, cô bé còn năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa. Thừa hưởng khả năng nghệ thuật từ bố, Chip đã sớm thích nhảy múa, hát hò và đặc biệt chơi piano rất tốt. Nói về việc cho con theo nghệ thuật, Mạnh Trường khẳng định sẽ không định hướng mà để con tự lựa chọn theo mong muốn. Bi Béo con trai nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc bước ra từ Bố ơi, Mình đi đâu thế? Bi Béo quý tử nhà Xuân Bắc là một trong những nhóc tì được khán giả yêu mến. Cô bé gây ấn tượng nhờ ngoại hình mũm mĩm, tính cách lém lỉnh, thông minh và hơn hết là có những phát ngôn chất ngất, lý lẽ sắc lẹm, sẵn sàng đấu võ mồm với bố trong mọi tình huống. Ngoại hình đáng yêu của Bi Béo khi tham gia Bố ơi, Mình đi đâu thế? Từ một cậu bé có thân hình mũm mĩm, Bi Béo hiện nay đã 14 tuổi. Cậu bé trưởng thành, cao lớn, gọn gàng hơn rất nhiều, diện mạo cũng không ít lần thay đổi.
không chỉ kiểu tóc mà phong cách ăn mặc cùng khuôn mặt trổ em ở.